Chào mừng anh chị và các bạn đã lại với kênh YouTube KBK. Và hôm nay Huấn đang có mặt tại kho xe của Toyota Thanh Xuân. Rất là lâu rồi thì Huấn mới quay lại kênh YouTube KBK. Thì không biết là anh chị có nhớ Huấn hay không. Thì trong video ngày hôm nay thì Huấn cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh chị trong mùa dịch, cũng như là đã luôn luôn ủng hộ và cùng sát cánh với đội ngũ KBK, và lựa chọn KBK là một nơi để gửi gắm niềm tin. Và qua đây thì Huấn cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả anh chị khách hàng của KBK. Cũng mong là trong mùa dịch như thế này thì cũng thật sự là luôn luôn cầu nguyện và mong muốn tất cả mọi người, anh chị, khách hàng là sẽ có sức khỏe thật là ổn định. Và chúng ta sẽ luôn luôn là vững tin để vượt qua cái dịch Covid-19 này nhé. Và hôm nay thì Huấn sẽ xin phép được review kho xe của Toyota Thanh Xuân, cũng như là báo giá để cho anh chị biết được cái tình hình là cái chương trình trong tháng 9 này, cuối tháng 8 đầu tháng 9 này nó sẽ như thế nào nhé. Tại vì rất nhiều khách hàng là thường xuyên gọi cho Huấn hỏi là tại sao dạo này không thấy lên kênh, hay là cũng muốn Huấn là tư vấn cũng như là chia sẻ những cái dòng xe hiện tại tại đại lý để xem là có dòng xe nào gọi là vừa mắt không để mua. Thì đây, Huấn sẽ có mặt ở đây rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tất cả mọi cái xe trong kho xe này nhé. Ok, tiếp đây là bên cạnh Huấn, đây là chiếc xe Toyota Cruise. Đó, Cross ạ, xin lỗi anh chị. Bên cạnh Huấn đây là chiếc xe Toyota Cross được nhập Thái nguyên chiếc về thị trường Việt Nam. Và đây là phiên bản 1.8V. Phiên bản này thì đang có mức giá bán là 820 triệu tại thị trường Việt Nam. Và màu trắng ngọc trai là 828 triệu. Tất cả xe Huấn đều có thể giao trong tháng 9 hoặc là tháng 10 anh chị nhé. Để mua xe này thì hãy gọi điện cho Huấn nhé. Ok, bên cạnh đây là phiên bản Cross. Nhưng mà màu này á là nó là màu nâu. Đó, anh chị thấy khác biệt không ạ? Đây là màu nâu và màu đen. Mỗi màu thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau. Và mỗi người mệnh khác nhau thì cũng lựa chọn màu khác nhau nữa. Cho nên là đối với màu sắc thì mỗi người một kiểu thôi. Nhưng Huấn thấy là riêng màu nâu thì cũng rất là đẹp. Và màu này vẫn là có mức giá là 820 triệu nha. Đây là màu trắng ngọc trai. Trong tất cả các màu thì trắng ngọc trai là cái màu mà nó đắt nhất, đắt hơn 8 triệu các màu khác. Màu này có mức giá là 828 triệu. Và xe thì Huấn vẫn có giao cho anh chị như lịch trong tháng 10, và sớm hơn thì có thể là tháng 9 anh chị nhé. Và đây là phiên bản màu đỏ. Nếu như anh chị nào mệnh hỏa thì chiếc xe này cực kỳ hợp với anh chị, tại vì nó là màu đỏ rồi. Màu đỏ là hợp với mệnh hỏa đúng không ạ? Chiếc xe này có mức giá là 820 triệu. Đấy, anh chị nhìn đi. Với màu đỏ thì nó vẫn là một chiếc xe rất đẹp. Trong những cái dòng xe Cross thì Huấn thấy những cái màu đẹp đó chính là màu đỏ là 1 này, màu trắng là 2, màu đen là 3. Ba cái màu đấy, ba cái gam màu phải nói là lên xe Cross cực kỳ là nổi và nó cuốn hút thật sự luôn. Đây là màu đỏ, anh chị có thể nhìn qua nhá. Đây cũng là một chiếc xe màu đỏ này. Đợt này về cũng khá là nhiều Cross đấy anh chị. Đây là dòng xe Cross và màu này là màu xanh xám, mã màu là 1K3. Đó, hôm nay thì rất là may mắn tại vì có đầy đủ tất cả các màu sắc cho anh chị xem qua một lượt luôn. Anh chị xem thấy màu này nào đẹp hợp với mình thì gọi điện hotline 0394014664 để Huấn tư vấn và giao xe cho anh chị nhé. Đây là phiên bản màu xanh xám ạ. Màu này thì hợp với những người mệnh thủy cũng rất là hợp. Đó, màu này. Anh chị thấy màu này như thế nào? Tại vì rất nhiều cái ý kiến trái chiều với cái màu xanh xám này. Hãy comment phía bên dưới màn hình để Huấn được biết cái ý kiến của anh chị nhé. Đây, đây là chiếc xe thứ hai màu xanh xám tại đại lý này. Đó, đẹp mà đúng không ạ? Đặc biệt là cái màu này mà ra ngoài trời sáng ấy, nhìn nó rực rỡ hơn rất là nhiều so với trong tối như thế này. Đây là màu trắng ngọc trai. Đó, và đây trắng ngọc trai màu đỏ. Thì Huấn đã tư vấn cho chị rồi nhé. Tiếp theo là tới phiên bản Camry. Camry là một chiếc xe trong cúp hạng D, phiên bản cao cấp tại thị trường Việt Nam. Camry thì nó sẽ nổi tiếng với cái sự gọi là sang trọng, thanh lịch. Đó, và gọi là sang chảnh đấy ạ. Thì thật ra trong phân khúc của Toyota thì dòng xe sang cũng không có nhiều. Bên cạnh Camry thì chúng ta sẽ có thêm là Land Cruiser hoặc Land Cruiser Prado là những cái mẫu xe cao cấp. Thì Camry cũng là một trong những cái mẫu xe cao cấp đó. Tất nhiên rồi, cao cấp ở đây thì nó sẽ hướng tới người dùng, có nghĩa là nó hướng tới cái sự êm ái, bền bỉ đó và đẹp. Thì đây cũng là một cái mẫu xe mà Huấn đánh giá là rất là đáng mua đấy. Nếu trong phân khúc D, chiếc xe này có mức giá là 1 tỷ 235 triệu, phiên bản này là phiên bản 2.5Q, 1 tỷ 235, và được giảm giá tầm 30 triệu tiền mặt và tặng phụ kiện rất là nhiều nữa. Dưới phiên bản này cũng có một cái phiên bản gọi là phiên bản 2.0 có mức giá là 1 tỷ 029,
và cũng đang được giảm, sau giảm còn có rơi đến tầm khoảng 1 tỷ đồng thôi. Thì Huấn nghĩ là nếu như chị có quan tâm tới mẫu sedan thì hãy lựa chọn Camry nhé. Và qua Toyota Thanh Xuân để lái thử, thì Huấn nghĩ là nếu như chị lái thử mẫu xe này thì phải nói là yêu luôn đấy ạ. Vâng, và theo Huấn, chúng ta sẽ có rất là nhiều dòng xe cross, cho nên là anh chị nếu như thích màu nào thì hãy gọi cho Huấn màu đấy nhé. Những cái xe này thì hầu như là đều có khách rồi, người đặt từ trước rồi, nhưng mà Huấn vẫn có xe trong những cái tháng tới cho anh chị. Đây là màu trắng ngọc trai của phiên bản 2.5Q, có mức giá là 1 tỷ 235 triệu và cộng thêm 8 triệu nữa là 1 tỷ 243 triệu. Và chiếc xe này đang được giảm giá tầm 40 triệu tiền mặt và tặng phụ kiện. Nếu như chị nào thích màu trắng Camry thì hãy gọi hotline nha. Và đây, bên này thì chúng ta sẽ có Toyota Rush này. Đây, chiếc xe Toyota Rush ở đây. Rush màu đen cho anh chị nhé. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ với chị màu trắng, màu đen cũng rất là đẹp. Có mức giá là 634 triệu và đang được giảm tầm 20 triệu tiền mặt, tặng gói phụ kiện trị giá 15 triệu đồng và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ rất là nhiều. Phía bên trên đây là chúng ta sẽ có là đây, anh chị biết xe gì đấy không ạ? Chính là Toyota Wigo trong khúc A. Wigo thì có hai phiên bản. Phiên bản số sàn là 352 và phiên bản số tự động là 382 triệu và đang được giảm giá tầm 20 triệu tiền mặt và tặng phụ kiện. Tiếp theo là dòng xe Toyota Vios phía bên trên Huấn đây. Toyota Vios thì phiên bản này là phiên bản gì đây, để Huấn xem lại nào. Phiên bản 1.5G. Bản này thì có mức giá là 581 triệu đang được giảm trong tháng 8, duy nhất tháng 8 nhá, là được giảm 60 triệu tặng phụ kiện anh chị ạ. Và nếu như sang tháng 9 dương lịch thì cái mức giảm thì Huấn sẽ báo cho anh chị sau. Hoặc là những chị có quan tâm tới Vios thì hãy gọi cho Huấn. Nó sẽ có 3 phiên bản là 1.5e, mức giá là 478 triệu, 1.5e CVT, mức giá là 531 triệu, và 1.5G là 581 triệu. Ok. Và trên này là chiếc xe Toyota Corolla Altis trong phân khúc C tại thị trường Việt Nam. Altis là một chiếc xe nó trở thành huyền thoại rồi, tại vì nó có rất là nhiều cái series tại thị trường Việt Nam. Mức giá hiện tại của nó sẽ có hai phiên bản. Bản ECVT có mức giá là 733 triệu và phiên bản G là 763 triệu. Và hai phiên bản đang được giảm giá cực kỳ sâu, lên tới 40 triệu đồng tiền mặt, tặng phụ kiện này và 2 năm bảo hiểm thân vỏ cùng rất nhiều quà tặng khác. Tất nhiên rồi, nếu như chị có quan tâm thật sự tới chiếc xe Altis này thì hãy gọi hotline 0394046064 để gặp Huấn sẽ tư vấn cho anh chị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là để xem trong kho xe của chúng ta còn những cái mẫu xe nào đặc biệt nữa không. Ở đây thì Huấn thấy rất là nhiều Cross rồi. Cross thì Huấn đã chia sẻ với anh chị rất nhiều rồi đúng không? Trên này là mẫu MT anh chị nhé. MT, Vios MT này. Nhìn cụm đèn halogen là biết ngay rồi. Bên cạnh MT là chiếc xe Toyota Yaris màu đỏ. Yaris này thì có mức giá là 668 triệu bản hatchback, được nhập khẩu tại thị trường Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá sẽ được giảm đâu đấy tầm khoảng 10 triệu anh chị nhá. Đó. Và đây, thật sự là trong kho xe chúng ta ngày hôm nay thì chủ yếu là dòng Cross thôi. Dòng Cross về rất là nhiều để giao cho khách đã ký chờ từ những tháng trước. Đó. Đây là chiếc xe Toyota Rush màu trắng. Trắng là trắng thường thôi. Chiếc xe này thì có mức giá là 634 triệu, được giảm 20 triệu đồng tiền mặt, tặng gói phụ kiện bảo hiểm thân vỏ. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có chiếc xe Toyota bán tại Hilux. Đó. Đố anh chị biết phiên bản này là bản nào? Bản này đó là bản Adventure 2.8 2 cầu. Có mức giá là 933 triệu. 913 triệu ạ. Và đang được giao tại Thanh Xuân với màu đen. Và nếu anh chị có quan tâm tới chiếc xe này thì gọi hotline nhé. Ok, và Huấn xin phép được mời anh chị qua phía bên cạnh để chúng ta xem. Đấy là toàn bộ cái kho xe của Toyota Thanh Xuân. Hiện tại thì trong kho thì phải nói là chủ yếu lên tới 80% là cái dòng xe Toyota Cross được về tại đại lý. Bên cạnh những cái mẫu xe hiện tại trong kho này thì Huấn có thêm những một số cái mẫu xe mà anh chị cũng có thể quan tâm. Ví dụ như Toyota Hilux bản một cầu, số tự động, có mức giá là 674 triệu. Đó. Và chúng ta sẽ có là cái mẫu Toyota Land Cruiser Prado. Và Land Cruiser cũng sắp tới cũng được về tại thị trường Việt Nam.
Nếu như anh chị có quan tâm tới mẫu xe nào thì hãy gọi hotline 0394046064 để tư vấn và được báo giá chính xác nhất nhé. Và anh chị xem kênh YouTube của HBK thì hãy nhớ là đăng ký kênh, like và ủng hộ để HBK có động lực làm ra những video hay hơn nhé anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.